Mùa hè năm 2019 đã có rất nhiều bộ phim gây bão trên màn ảnh Hoa ngữ, trong đó không thể không nhắc đến Trần Tình Lệnh và Cá Mực Hầm Mật. Hai bộ phim này không chỉ gây bão khắp châu Á, mà còn giúp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Lý Hiện trở thành tam bạo của showbiz vào thời điểm đó. Đến giờ đã hơn 4 năm trôi qua, tuy không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cả ba người đều đã có nhiều sự thay đổi khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Hãy cùng showbiz phim nhìn lại sự nghiệp và vị thế của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Lý Hiện ở thời điểm hiện tại nhé! Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sinh năm 1991 tại Trùng Khánh, anh tốt nghiệp Học viện Thiết kế Nghệ thuật trực thuộc Đại học Công thương Trùng Khánh. Trong suốt khoảng thời gian theo học đại học, Tiêu Chiến được biết đến như ngôi sao của trường với vẻ ngoài ưa nhìn cùng nhiều thành tích đáng nể trong lĩnh vực âm nhạc và thiết kế. Năm 2015, Tiêu Chiến tham gia cuộc thi tìm kiếm thành viên cho một dự án nhóm nhạc thần tượng. Sau đó năm 2016, anh được ra mắt trong nhóm nhạc 10, cửu thiếu niên đoàn với vai trò hát chính. Trong khoảng thời gian hoạt động cùng nhóm nhạc từ 2016 đến 2019, Tiêu Chiến còn chủ động tham gia thử vai trong nhiều dự án và có cơ hội góp mặt trong một số bộ phim như Siêu Tinh Tinh Học Viện, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. Năm 2019, bộ phim Trần Tình Lệnh được phát sóng và trở thành hiện tượng gây bão của màn ảnh Hoa ngữ và nổi tiếng khắp châu Á. Trong thời gian phim được phát sóng, độ nổi tiếng của Tiêu Chiến cũng theo đó mà tăng cao, giúp anh liên tục giữ vị trí đầu ở danh sách những nam diễn viên có chỉ số ảnh hưởng cao nhất trên mạng xã hội. Có thể nói, Trần Tình Lệnh chính là bệ phóng vững chắc đưa tên tuổi của Tiêu Chiến lên một tầm cao mới, trở thành một trong những nam diễn viên được săn đón hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Sau Trần Tình Lệnh, sự nghiệp của Tiêu Chiến cũng phát triển rộng mở hơn, nhiều kịch bản vai chính, đóng cặp với các tiểu hoa nổi tiếng cũng tìm đến với anh. Năm 2020, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tiêu Chiến bỗng rơi vào hoàn cảnh lao đao, tiến thoái lưỡng nan. Nguyên nhân của việc này là do một bộ phận người hâm mộ của nam diễn viên đã tấn công và làm sập trang web AO3, nơi lưu trữ và đăng tải truyện tranh lớn của Trung Quốc. Từ đó làm dấy lên làn sóng tẩy chay cực kỳ gay gắt đối với Tiêu Chiến, sự nghiệp của anh cũng vì thế mà suýt chút nữa đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Dù chẳng phải người gây ra chuyện này nhưng Tiêu Chiến đã phải nhận sự chỉ trích suốt một thời gian dài, đến mức anh phải ở ẩn gần một năm trời mới tái xuất. Sau khi sự cố qua đi, Tiêu Chiến yên ổn trở lại làng giải trí và tập trung phát triển sự nghiệp phim ảnh, các bộ phim tồn kho của Tiêu Chiến như Lang Điện Hạ, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Đấu La Đại Lục cũng lần lượt được lên sóng, giúp anh duy trì độ nổi tiếng của mình. Ngoài ra, phim Chu Tiên bản điện ảnh do Tiêu Chiến đảm nhận vai nam chính cũng được ra rạp. Khoảng thời gian sau đó, Tiêu Chiến tập trung vào việc rèn luyện khả năng diễn xuất và đài từ của mình. Nam diễn viên đã tham gia vào vở kịch như Mộng Chi Mộng và tự hoạch định lại con đường phát triển sự nghiệp. So với nhiều đồng nghiệp cùng thời thì Tiêu Chiến có ý định chuyển hình sớm hơn hẳn, anh lựa chọn cho bản thân những kịch bản và nhân vật sâu sắc hơn để rèn luyện bản thân. Năm 2023 được coi là bước ngoặt lớn đối với Tiêu Chiến, khi anh có đến 3 bộ phim lên sóng lần lượt là Ngọc Cốt Dao, Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi. Đặc biệt trong bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Tiêu Chiến đã cho thấy diễn xuất tiến bộ bất ngờ của anh, đồng thời nam diễn viên cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả và giới chuyên môn. Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã đánh dấu bước chuyển hình thành công của Tiêu Chiến, từ một diễn viên đỉnh lưu lưu lượng của phim thần tượng cổ trang sang một diễn viên chủ lưu thực lực của phim chính kịch. Sự nghiệp của Tiêu Chiến hiện tại phát triển khá ổn định, nam diễn viên đã cho thấy sự chuyển hình rõ ràng hơn khi ngày càng tham gia nhiều dự án thuộc thể loại chính kịch và tấn công màn ảnh rộng. Hai dự án trọng điểm trong thời gian tới của Tiêu Chiến chính là phim điện ảnh Xã Điêu của đạo diễn Từ Khắc và phim truyền hình Tặng Hải Chuyện của đạo diễn Trịnh Hiểu Long. Kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến cũng ngày càng được đánh giá cao và nhận về nhiều lời khen ngợi. Không chỉ vậy, địa vị nhất kỵ tuyệt trần của Tiêu Chiến so với các tiểu sinh 90 còn thể hiện ở giá trị thương mại của nam diễn viên. Tiêu Chiến hiện đang là người đại diện cho khoảng 30 thương hiệu lớn nhỏ, trong đó nam diễn viên đang làm người đại diện toàn cầu của nhiều thương hiệu lớn như NAT, L'Oreal, Bocezon, Ralph Lauren, Tod, Li Ning, Tiểu Khai Táo. Tại showbiz Trung Quốc hiện tại, Tiêu Chiến có phong cách hoạt động nghệ thuật khác biệt so với số đông nghệ sĩ trẻ khác. Thuộc nhóm ngôi sao giải trí hạng A, nhưng nam diễn viên lại không hề tham gia hoạt động giải trí với cường độ cao, xuất hiện dày đặc trước công chúng. Dù vậy, sức hút và địa vị của anh chưa từng giảm sút, mà chỉ ngày một tăng cao. Mỗi khi trở lại với dự án mới, nam diễn viên luôn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả trong và ngoài nước. Vương Nhất Bác. Trần Tình Lệnh không chỉ tạo ra một đỉnh lưu, mà nó đã tạo ra đến tận hai đỉnh lưu cho showbiz, ngoài Tiêu Chiến thì còn có Vương Nhất Bác. Năm 2014, khi mới 17 tuổi, Vương Nhất Bác đã là thành viên của nhóm nhạc Hoa Hàn là Junit với vai trò nhảy chính và rapper. Tuy nhiên, nhóm nhạc này lại chịu sự cạnh tranh gắt gao của các nhóm nhạc K-pop khác, nên cuối cùng công ty quản lý quyết định phát triển sự nghiệp riêng cho từng thành viên.
và Vương Nhất Bác trở về Trung Quốc, bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động cá nhân trong lĩnh vực phim ảnh và chương trình truyền hình. Năm 2016, Vương Nhất Bác tham gia chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng và chỉ vài tháng sau, anh trở thành MC chính thức của chương trình. Cũng từ đây, cái tên Vương Nhất Bác được nhiều người biết đến hơn. Cùng năm này, Vương Nhất Bác bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh với loạt vai diễn trong các phim như Đối tác Hoàn hảo, Im lặng yêu đi, Đại thoại Tây Du Ba. Năm 2017, Vương Nhất Bác lên hàng vai chính khi tham gia hai bộ phim Học viện Tư lập Thục Sơn và Năng lực siêu phàm. Năm 2019, sau khi vụt sáng với tác phẩm Đam mỹ Trần Tình lệnh, Vương Nhất Bác ngày càng hoạt động sôi nổi hơn trong làng giải trí và ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực. Anh chàng tạo ấn tượng với trình độ nhảy điêu luyện và kỹ năng nổi bật khi đảm nhận vai trò đội trưởng trong chương trình Đây chính là nhảy đường phố. Về lĩnh vực phim ảnh, thay vì lựa chọn những dự án ngôn tình thần tượng giúp nam diễn viên duy trì nhiệt độ, thì Vương Nhất Bác lại lựa chọn những tác phẩm nhằm hướng đến phái thực lực. Anh chọn những kịch bản truyền hình có chiều sâu hơn như Hữu Phỉ, Phong Khởi Lạc Dương hay Băng Vũ Hỏa. Tuy nhiên, do diễn xuất của Vương Nhất Bác ở thời điểm đó vẫn còn hạn chế, vì thế các vai diễn của anh đã gây ra không ít tranh cãi từ phía cộng đồng mạng. Ý niệm truyền hình của Vương Nhất Bác được thể hiện rõ ràng hơn vào giai đoạn cuối năm 2021 và năm 2022 khi nhìn vào những dự án mà nam diễn viên lựa chọn tham gia. Công chúng dễ dàng nhận thấy Vương Nhất Bác tập trung chủ yếu vào phim điện ảnh với những kịch bản nặng ký, với các nhân vật có chiều sâu và đòi hỏi nhiều về kỹ năng diễn xuất. Với danh tiếng của mình, Vương Nhất Bác được các nhà đầu tư tin tưởng giao đóng chính trong các dự án khủng, có mức đầu tư lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ, hợp tác với tên tuổi lớn như ảnh đế Lương Triều Vĩ, Hồ Quân, Hoàng Bột hay Châu Tấn. Trong năm 2023, Vương Nhất Bác có đến 3 phim điện ảnh do anh đóng chính được ra rạp là Vô Danh, Trường Không Chi Vương và Nhiệt Liệt. Cả 3 bộ phim này đều thu về danh tiếng và doanh thu khá tốt. Không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác đã có nhiều bước tiến đáng kể từ khi tham gia đóng phim điện ảnh. Từ một nam diễn viên thường xuyên bị chỉ trích và nhận điểm trừ cho diễn xuất, thì nay Vương Nhất Bác đã ít nhiều có sự tiến bộ về khả năng diễn xuất. Bên cạnh đó, 3 phim điện ảnh của Vương Nhất Bác là Vô Danh, Trường Không Chi Vương và Nhiệt Liệt còn đồng thời lọt vào tuyển tập phim điện ảnh Trung Quốc nổi bật của năm 2023 do Cục Điện ảnh Trung Quốc đã phát hành. Đây là những thành tích ấn tượng đối với một người mới như Vương Nhất Bác khi 2023 chỉ mới là năm đầu tiên nam diễn viên chính thức bước ra màn ảnh rộng. Dù vẫn vướng phải những tranh cãi về diễn xuất, nhưng ít ra anh chàng cũng đã được công nhận phần nào về năng lực. Bên cạnh đó, anh cũng được các thương hiệu coi trọng ở thời điểm đỉnh cao nam nghệ sĩ ký gần 40 hợp đồng quảng cáo cùng lúc. Vương Nhất Bác hiện cũng được xem là ngôi sao siêu lợi nhuận ở showbiz Trung Quốc trong những năm gần đây. Theo báo cáo tài chính của công ty giải trí Nhạc Hoa, trong 3 năm, từ 2019 đến cuối tháng 4 năm 2022, Vương Nhất Bác kiếm tổng cộng khoảng 1.083 tỷ đô, gần 157 triệu đô la Mỹ. Số tiền mà nam diễn viên sinh năm 1997 kiếm được chiếm 56,8% trong tổng doanh thu của công ty Nhạc Hoa. Đây là thành tích cực khủng với một nghệ sĩ trẻ dưới 30 tuổi như Vương Nhất Bác. Lý Hiện trở thành bạn trai mùa hè vào năm 2019 với bộ phim Thân ái nhiệt ái hay Cá mực hầm mật. Sự nghiệp của Lý Hiện kể từ đó cũng chính thức bước sang một trang mới, rực rỡ hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Lý Hiện sinh năm 1991, nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ năm 2011, nhưng sau 8 năm, anh mới chỉ đóng khoảng 10 phim truyền hình và 10 phim điện ảnh. Trong đó có nhiều vai diễn khách mời hoặc nhân vật phụ không đáng kể. Sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, Lý Hiện mới vụt sáng nhờ vai diễn Hàn Thương Ngôn trong Cá mực hầm mật. Nhờ thành công của phim, Lý Hiện trở thành nam diễn viên được săn đón bậc nhất showbiz vào thời điểm đó, lượng người hâm mộ của anh chàng cũng tăng nhanh chóng mặt. Nam diễn viên liên tục xuất hiện trên nhiều tạp chí và đại diện cho nhiều thương hiệu. Có thể nói vai diễn Hàn Thương Ngôn trong Cá mực hầm mật chính là bước ngoặt lớn đối với sự nghiệp của Lý Hiện. Gương mặt điển trai lại có diễn xuất ổn giúp cho Lý Hiện nhận được rất nhiều tài nguyên phim ảnh. Nhưng thay vì tiếp tục đi theo con đường lưu lượng, Lý Hiện lại hướng tới việc trở thành một diễn viên thực lực hơn. Tuy vậy, sự nghiệp của Lý Hiện lại không được thuận đường xuôi gió cho lắm. Anh chàng gặp khá nhiều trắc trở khi trong suốt 4 năm liền sau đó, sự nghiệp diễn xuất nhìn chung là vẫn dậm chân tại chỗ. Phim thì vẫn lên sóng đều đặn, có cả điện ảnh hay truyền hình, nhưng Lý Hiện chẳng thể nào vượt qua cái bóng quá lớn của vai diễn Hàn Thương Ngôn trong Cá mực hầm mật. Các bộ phim sau đó của anh như Hà Thần hay Pháp Y Tần Minh dù có danh tiếng không tệ, nhưng cũng bị chê vì nhiều lý do. Thậm chí một số bộ phim của nam diễn viên còn bị khán giả chấm điểm cực thấp trên Douban, như phim Xích Hồ Thư Sinh chỉ được 4,8 điểm, phim Lời Giải Đáp đạt 4,7 điểm, dự án điện ảnh Tiệm Đồ Cổ Trung Cục cũng chỉ được 5,9 điểm. Không những thế, nhiều dự án do Lý Hiện đóng chính cũng bị hoãn chiếu, điều này cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến anh. Trong đó,
Cả bốn bộ phim mà Lý Hiện đóng cùng Xuân Hạ lần lượt là Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ, Ba Chữ, Thôn Ngô Có Tình Người và Luyến Khúc đều không thể phát sóng được. Thậm chí, có thể nói việc hợp tác với Xuân Hạ chính là một bước đi sai lầm không ngờ đến trong quá trình quy hoạch sự nghiệp của Lý Hiện. Xuân Hạ là ảnh hậu kim tượng, diễn xuất tốt, có khí chất đặc biệt, nhưng vì sự cố vạ miệng trên Weibo mà Xuân Hạ gần như bị cấm hoạt động nghệ thuật. Các dự án có sự tham gia của Xuân Hạ cũng khó có khả năng được lên sóng. Công sức mà Lý Hiện đã bỏ ra trong bốn bộ phim này cũng coi như hoàn toàn đổ sông đổ biển. Trước đó, Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ vốn ấn định chiếu trên đài Hồ Nam, nhưng khi đến giờ chiếu nhà đài lại lên sóng phim khác. Đến 22 giờ cùng ngày, nền tảng iQIYI đăng tải 6 tập đầu bộ phim, nhưng chỉ khoảng 1 tiếng sau, 6 tập phim này đều bị gỡ xuống và chỉ giữ lại trailer. Hiện tại, với tình trạng của Xuân Hạ, dự án có nguy cơ bị xếp kho vĩnh viễn. Đầu năm 2023, Lý Hiện trở lại màn ảnh nhỏ sau 3 năm vắng bóng với tác phẩm Đi Đến Nơi Có Gió, đóng cùng với Lưu Diệc Phi. Việc trở thành bạn trai màn ảnh của thần tiên tỷ tỷ chính là cơ hội lớn với Lý Hiện. Bởi Lưu Diệc Phi chính là tiểu hoa hàng đầu của thế hệ 85 của giới giải trí Trung Quốc, các bộ phim có sự góp mặt của Lưu Diệc Phi cũng đều luôn rất hot. Quả thật sau khi Đi Đến Nơi Có Gió phát sóng và đạt được danh tiếng rất tốt, sự nghiệp của Lý Hiện cũng dần tìm thấy tia sáng sau thời gian dài gặp bế tắc. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đó là không đủ để có thể giúp nam diễn viên trở lại thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Hiện tại, Lý Hiện đang có một vài dự án tiềm năng đang chờ chiếu, cùng với đó là dự án Quốc Sắc Phương Hoa đang quay hình, đóng cùng với Dương Tử. Nếu những dự án này thành công, thì có thể giúp Lý Hiện ít nhiều thay đổi tình thế lúng túng như hiện tại. Trong số 3 sao nam cùng bạo hồng của Cbiz trong năm 2019, có thể thấy Tiêu Chiến đang là người có sự phát triển ổn định nhất, Vương Nhất Bác thì có sự đột phá, còn Lý Hiện thì lại thăng trầm nhất. Vốn là người được nhận xét có năng lực tốt nhất trong tam bạo của năm 2019, nhưng chẳng ai ngờ sự nghiệp của Lý Hiện suốt mấy năm qua lại khá mờ nhạt và bị bỏ lại phía sau một đoạn khá xa khi đặt bên cạnh hai người đồng nghiệp nổi tiếng cùng thời điểm. Bạn có đánh giá như thế nào về con đường phát triển sự nghiệp và địa vị của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Lý Hiện ở thời điểm hiện tại? Theo bạn, trong số 3 người ở trên, ai sẽ là người có sự phát triển rực rỡ nhất trong thời gian tới? Chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nhé! See you!